Các bạn nếu mà các bạn biết nếu mà mình vào chơi game này mình sẽ làm nghề gì không? Bây giờ mình nói hai cái điểm mà cái game này nó đang mình loạn vãi lùn. Các bạn biết hai điểm là gì không? Nhật. Bây giờ 10 thằng vào chơi, đúng không? Kiểu lồn thì 9 thằng cũng muốn là mình địt mẹ mình có nhiều tiền. Mình thì vậy trong cái game này một nhiều tiền, một là đi làm cảnh sát, làm to hẳn, mẹ được ăn hối lộ các thứ từ mẹ và những thằng kia địt mẹ. Nhưng mà địt mẹ server thì nó cảnh sát nó chỉ có giới hạn thôi. 10 thằng thì chọn ra một thằng làm cảnh sát, ok, thì là 9 thằng làm dân thường. Thì địt mẹ 9 thằng làm dân thường ấy, kiểu đéo ấy, cả 9 thằng đấy đều muốn làm ăn phi pháp cả. Mà phi pháp ở đây là gì thì phải có nghĩa là địt mẹ chúng nó thích đi buôn cần này, chúng nó thích địt mẹ mày làm kiếm tiền nhanh, đi rửa tiền để tiếp. Chứ còn đéo thằng nào dần địt mẹ mày bảo đi lao động chân tay, xong rồi đi giao gà hay là đi lái taxi. Địt mẹ đặc biệt cái server này đéo có một thằng taxi ở luôn các bạn thấy. Đấy địt mẹ chứng tỏ là địt mẹ mày trong thành phố 10 thằng thì một thằng làm công an, 9 thằng làm cướp. Thế cho nên là nếu mà mình có chơi game này, mình sẽ chỉ trung thành với một nghề. Mình sẽ chọn thật kỹ lưỡng cái nghề mà mình làm. Ví dụ như là đi mẹ mày chặt gỗ này, à đi chở gỗ này. Ví dụ như đi shipper này, đi, hoặc là làm Uber này. Tiền ít cũng được nhưng mình phải chăm. Đấy. Mình phải làm đúng theo cái râu mà mình chọn. Thế cho nên là mình mà vào chơi game này mình sẽ làm dân thường. Sau đấy mình trong đầu mình nghĩ rồi, mình làm dân thường khoảng một thời gian rồi đấy, mình sẽ có đủ một số vốn chẳng hạn. Ví dụ như mình thấy trong này để ý trong này là tầm 30.000 đô là gọi là có của ăn của để rồi. Mình sẽ cố tích góp hoặc là mình đi xin các em mình nó toàn làm mẹ xã hội đen đi buôn cần, cuối cùng thì mình xin khoảng mẹ 50, mỗi thằng 50.000, mình có đủ 30.000 thì mình sẽ vừa đi làm và mình sẽ vừa cho vay họ hay các bạn ạ. Ô xin lỗi nhá. Hay xin lỗi. Ô tao đang nhìn thấy thằng Huy Huế ở đây này. Ô địt con mẹ ăn chó này. Bố mày xin lỗi rồi. Sao đéo đấm nó nhở? Thôi. Sao ta đéo đấm được nó? Anh gọi taxi anh ơi. Alo, ông ơi. À, lên thằng hất lạc à? Anh em ơi. Có xe U. À không phải. Không, anh không gọi. Anh có thằng em đón rồi. Anh xin lỗi nhá. À đây em anh đón rồi em ơi. Thằng khác gọi taxi đi em ạ. Ba em nhá. Cảm ơn em. Anh bịp em à? Anh không gọi. Ơ. Đi mày. Thôi vậy. Anh có làm được gì? Tao muốn làm một cái việc lương thiện. Kiếm ra tiền thế thôi. Hầu như ai lúc đầu ai cũng nói thế anh ạ. Không. Thế bắt đầu với việc mày đi vào thiên ga nhỉ. Tao quyết định với cái ấy của tao rồi. Mình chỉ đăng ký những cái nghề để che mắt thiên hạ thôi, anh em hiểu không? Chẳng lẽ mày đi vào lại để thất nghiệp xong rồi đi buôn cần luôn thì mẹ công an nó hay hỏi lắm. Thế cho nên là nếu mà mình có chơi game này, mình sẽ chỉ trung thành với một nghề. Mình sẽ chọn thật kỹ lưỡng cái nghề mà mình làm. Ví dụ như là đi mẹ mày chặt gỗ này, à đi chở gỗ này. Ví dụ như đi shipper này, đi, hoặc là làm Uber này. Tiền ít cũng được nhưng mình phải chăm. Thế cho nên là mình sẽ phải chọn một cái nghề gì để mình đánh lừa. Mình quá xe lại à? Không cướp à? Sửa xe á? Gì nữa? Chứ gì nữa? Sửa xe có phải học cái gì lồn nhá? Bạn đã nhận được việc mới rồi, ok. Ui, mấy thằng nick gà này, địt mẹ trêu đó. Mấy thằng nick gà này, địt mẹ.
chấm chấm của em này anh em đi. Đéo bao giờ địt mẹ em có chuyện, địt mẹ em đâm ở đây được không? Mẹ 40 tổ lái 35. Chị có sao không chị? Em mới mở cửa hàng sửa xe, anh em hỏng xe nhớ gọi ủng hộ em nha, em cảm ơn. Tao đang ở bệnh viện, tao muốn tao muốn lấy lại cái xe của tao, please. Ơ địt mẹ con chó này, sao nó đấm tao? Địt mẹ mày, bố mày đuổi giết địt con mẹ. Ơ đừng đấm mẹ, địt con mẹ mày, địt mẹ mày này, đấm nhầm bố mày, địt mẹ, địt mẹ cho mày chết, địt con mẹ bắn đấm bố, địt mẹ mày biết mày đấm ai, địt bố mày gì mày đấy, chết thì thôi, chết thì thôi, chết ở đây mẹ. Tự dưng đi mẹ, bố mới đang hiền. Em không làm gì đâu anh cảnh sát ạ. Đâu đâu. Đâu xe của anh? Chấp chấp ơi, chấp ơi. Chấp ơi. Đào. Đào. Hỏi dối à, dối à. Ta giải quyết, ta giải quyết. Tôi vừa bị béo phải đập chết. Tôi vừa bị béo phải đập chết. Nó lăn lên xếp ơi. Không ai đụng vào nó là xếp ơi. Nó tự lăn lên chết đấy xếp. Đừng đập chết đây này. Ba người này, ba người này, ba người này. Xếp thẳng cướp nào. Không hề luôn xếp ơi. Thằng này nó mới ở bệnh viện, nó bị tâm thần đấy. Ông mà anh cảnh sát ạ. Nó nói linh tinh rồi. Té đấy anh. Ở đấy đấy đấy, anh nhìn thấy không? Em không làm gì nó nhá. Đấy đấy, nó lại cà khịa em này. Đấy 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 đấy, đúng rồi. Mẹ ngu, mẹ trời già ngu. Chết mẹ. Ôi, anh nhầm. Anh định đánh thằng này này, đây là thằng này này. Đấy, đấy đi mẹ. Ơ, anh em nhầm anh này. Thôi đi ra tránh xa rồi ra. Ô. Đi khỏi bị còng rồi. Kiểm tra người nào? Em mới chết xong chứ rồi. Em nhầm anh ơi, cán bộ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn cán bộ. Ai sửa xe nhá? Em anh đây. Đâu? À đây à? Đây. Đi vào đây, tấp vào lề đi. Để xe giữa đường sửa làm sao được? Đâu, xe nào sửa, cần sửa. Em đâu có sửa đâu. Ồ, what the fuck, thằng em đâu có gọi đâu, em nãy em chạy tới đây nè, em mới chạy tới luôn. Ủa, thế thằng nào gọi sửa xe ở đây vậy? Chip. Hả? Chip ơi. Ơi. Cái gì? Ôi, đừng rủ dê em ơi, để anh bỏ lâu rồi. Làm khi vũ nói. Không có ai đâu, đi anh ơi, không có ai gọi anh đâu. Có mà. Nó đi rồi. Sửa xe em ơi. Anh chưa cùng sửa xe à? Sửa xe à? Đâu có, em chạy tới để sửa xe mà. What the... Thằng kia đâu không thấy. Mẹ bọn này toàn gọi lừa địt mẹ. Thôi địt mẹ mình đổi nghề, địt mẹ mình quyết định mình về mình đổi nghề. Đéo giờ đi sửa xe đã, địt mẹ cũng toàn lừa ấy. Đâu? Anh tiếp kìa, Đâu á? Đâu, đứng ở đâu vậy? Đâu á? Đâu? Em
ở trên trên đường cái à, vứt xe mày này thì đã rửa cho. Ở trên đường cao à, đâu có thấy em đâu, tao có, tao đang sửa đây rồi nhưng khách ở trên cầu đéo phải đứng ở dưới này. Thế à, thế thì bay anh để em khách này quẹt. Không phải cả lồn địt con mẹ. Các bạn thấy không? Khó khăn vãi lồn địt mẹ, đang còn tranh khách của mình. Bố mày đi chuyển nghề, đéo sửa lồn gì nữa.